ước mơ. Con lớn rồi, có gia đình, có con cái, nhưng mà ba vẫn
có cái lì xì đưa cho con. Wow, quá đã. Cái này chắc bao này hơi nhẹ nha. Hơi nhẹ đó. Chúc con và gia đình mãi mãi hạnh phúc. Dạ. Hai đứa con ngày càng giỏi. Dạ. Dạ. Bà. Dạ. Bà chúc hai vợ chồng con mãi mãi hạnh phúc với càng ngày càng tiến lên. Dạ. Dạ, ma. Dạ. À, vậy là Quốc Kiều Ngọc Mai đã nhận được hai cái bao lì xì của ông bà nội. Và bởi vì tại sao bây giờ mới lấy được cái bao lì xì này là bởi vì Quốc Nghiệp vừa mới cùng anh Quốc Cơ đi một chuyến lưu diễn từ Đức về và đã qua cái dịp mà những cái ngày mùng của Tết. Nhưng mà không sao hết, Tết nào cũng là Tết. Và hơn thế nữa là gia đình của Quốc Nghiệp Ngọc Mai và ba mẹ cùng với lại anh Quốc Cơ cũng có thể chúc mừng ba mẹ những cái ngày Tết như vậy là rất là vui rồi, đúng không mọi người? Rồi, chúng ta cùng chụp hình nha.